Xin chào tất cả các bạn. Có lẽ vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm luôn là nỗi lo lắng của tất cả người tiêu dùng phải không ạ? Tôi vừa đọc được trên trang VN Express ngày hôm qua có một tin dâu tây là loại thực phẩm bẩn nhất. Trên trang chuyên mục sức khỏe của tờ báo này ra ngày 11 tháng 4 có tiêu đề dâu tây là loại thực phẩm bẩn nhất ở Mỹ. Tôi xin trích một đoạn trong bài viết đó như sau. Trong 12 loại rau củ quả bẩn nhất ở nước Mỹ thì dâu tây đứng ở vị trí số 1 vì có thể chứa tới 20 loại thuốc trừ sâu. Để đảm bảo sức khỏe của người tiêu dùng, mỗi năm tổ chức phi chính phủ EWG đã đưa ra danh sách 12 loại rau củ quả bẩn nhất. Năm nay, một lần nữa, thứ ba liên tiếp, dâu tây xếp ở vị trí đầu bảng. Theo CNN, thì danh sách trên được chọn ra từ 47 loại rau củ quả không hữu cơ và dựa trên 6 tiêu chí, trong đó có số lượng và dư lượng thuốc trừ sâu. Kết quả trên cho thấy, mỗi mẫu dâu tây chiếm tới 20 loại thuốc trừ sâu. Các mẫu rau bina cũng chứa nhiều hơn dư lượng thuốc trừ sâu, cao hơn các loại cây trồng khác đến 1,8 lần. Chắc hẳn khi đọc xong những thông tin này thì quý vị sẽ cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng cho sức khỏe của người thân và người chính bản thân mình đúng không ạ? Quý vị hãy yên tâm nhé. Tại Clever Food, những trái dâu tây sẽ được nhập trực tiếp tại Hàn Quốc. Đó là tin vui cho những tín đồ yêu thích loại dâu tây này. Dâu tây Hàn Quốc được trồng theo phương pháp thủy canh, có nghĩa là trồng trên giàn giá cao. Phương pháp này giúp trái dâu tây tránh xa được những mầm mống sâu bệnh từ trong lòng đất. Phương pháp tưới tiêu nước hòa tan các chất dinh dưỡng và cách xua đuổi muỗi côn trùng bằng hương thơm cũng là một trong những công nghệ hiện đại nhất của nền nông nghiệp Hàn Quốc. Một trong những điều tuyệt vời hơn nữa là khi tơi hàng nước nhập Việt Nam được Clever Food bảo quản hoàn toàn bằng nhiệt độ và không hề có chất bảo quản, nên khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm và chất lượng cũng như là vệ sinh an toàn thực phẩm của loại Clever Food. Và một điều tuyệt vời hơn nữa là khi những người thân và một nửa yêu thương của các bạn vào cuối ngày nhận được những hộp quà dâu tây vô cùng xinh xắn và yêu quý như thế này. Hãy tới với cửa hàng Clever Food để sở hữu những hộp dâu tây xinh xắn và quyến rũ như thế này nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.